Xin chào thầy và các bạn, em là Lê Văn Trãi. Hôm nay em làm video clip này là để thực hiện bài tập số 3 do thầy giao với nội dung như sau: thiết kế mạch giao tiếp khi điều khiển BX16F887 với 16 led đơn với chương trình điều khiển 16 led chạy 10 kiểu khác nhau. Yêu cầu là vẽ mặt nguyên lý, viết code và giải thích và mô phỏng. Thì em xin vẽ mặt nguyên lý bằng phần mềm Proteus. Các linh kiện em đã chọn sẵn đây, gồm nút nhấn, tụ thạch anh, led, vi điều khiển, điện trở và giải điện trở. Mình sẽ kích vào linh kiện để lấy linh kiện ra ngoài. Thì sau đây mình sẽ nối chân reset. Mình đặt tên cho nút nhấn này là reset. Sau đó mình nối tụ thạch anh, nối vào chân RA6 và RA7. Mình cho xung ở đây là cái tần số là 20 MHz. Mình dùng bọt C và D để mình nối các điện trở và bóng đèn. Mình chọn giá trị điện trở là 220. Sau đó mình nối led. Mình cần 16 led. Chân này mình nối đất. Bây giờ mình đặt tên để liên kết các trở thành bóng đèn. Dùng vào tool rồi attachment add led. Mình chọn lại tool.
Sau đó mình đặt ở dưới trở. Đó, mình đã vẽ xong mạch nguyên lý. Thì bây giờ mình sẽ dịch thích code. Thì code của mình thì mình đã viết sẵn ở đây, và để tránh mất thời gian và sai sót thì mình sẽ giải thích code mình viết trước. Thì mình dùng biết 16887 nên mình khai báo thư viện của nó là include. Tần số sử dụng là 20 MHz nên mình dùng PHS và utilize clock 20 MHz. Khai báo biến y 16 bit và các biến còn lại là 8 bit dùng để sử dụng vòng lặp. Thì đầu tiên là chương trình con voi số 16 led. Thì ban đầu mình gắn y bằng ec và y dịch 8 bằng id. Ec và id là các giá trị tương ứng với bọt c và bọt d. Ec lúc này thì ec là bằng 8 led ở bọt c tương ứng với 8 pin, và id sẽ là 8 pin còn lại trong 16 pin của y tương ứng với bọt đen. Thì hiệu ứng kiểu sáng đầu tiên của các led là sáng từ phải qua trái. Thì muốn sáng thì ban đầu các led phải tắt, mình khai báo y bằng không, sau đó dùng vòng lặp. Thì muốn sáng từ phải qua trái thì mình phải dịch bit 1 sang trái với câu lệnh tương ứng như sau: y bằng y dịch trái và cộng chữ 1. Thì ban đầu là các led tắt, thì khi y bằng 0 là lặp lần đầu tiên thì nó dịch trái và cộng 1, thì bit 1 sẽ tương ứng thêm vào bên phải và trở thành các chân tương ứng là 0000, 0000, 0000 và 0001. Lặp lần 2, lần 3, lần 4 tới lần 16 thì nó sẽ lần lượt điền vào 16 chân và đưa 16 chân lên bước 1 tất cả sáng hết. Và mỗi lần lặp tương ứng y bằng 0, 1, 2, 3 thì nó sẽ xuất trạng thái 16 led và delay 100 giây để chúng ta nhìn thấy. Tương ứng tiếp theo là tương tự là sáng từ trái qua phải, thì cũng tương tự, thì đầu tiên là y bằng 0, tất cả các led tắt và vòng lặp. Khác với sáng từ phải qua trái thì sáng từ trái qua phải sẽ dịch phải. Thì ban đầu là bằng 0, khi dịch phải thì và cộng thêm 1. Số 8 là 10000. Thì khi dịch qua phải nó sẽ điền bit 1 vào bên trái. Từng lần lặp thì nó sẽ điền lần lượt vào, cho khi lặp 16 lần thì điền đủ 16001 vào tương ứng với 16 bit. Mỗi lần lặp thì nó xuất trạng thái 16 led ra và delay 100 giây để chúng ta thấy được sự sáng dần từ trái qua phải. Tiếp tới kiểu thứ ba là tắt từ phải qua trái. Muốn tắt thì ban đầu các led phải sáng, thì mình khai báo y bằng 0x FFF và xuất trạng thái 16 led ra và delay 100 giây để chúng ta thấy được các led sáng. Thì sử dụng vòng lặp lặp 16 lần. Thì muốn tắt từ phải qua trái thì chúng ta phải dịch sang trái, mà mỗi lần dịch thì bit 0 sẽ điền vào bên phải. Khi lặp đủ 16 lần thì tương ứng bit 0 sẽ dịch và điền đủ 16 bit. Mỗi lần lặp thì sẽ xuất trạng thái 16 led ra để chúng ta và delay 100 mili giây để chúng ta nhìn thấy rõ là các led tắt dần từ phải sang trái. Và ngược lại, đối với kiểu là tắt từ trái sang phải thì ban đầu thì các led cũng sáng và xuất trạng thái 16 led ra, và tiếp tục lặp 16 lần để tắt từ trái sang phải thì chúng ta phải dịch phải. Và mỗi lần dịch thì đưa bit 0 vào và đưa bit 0 dịch từ trái sang phải. Thì lần đầu tiên tương ứng với phần 0 thì nó sẽ dịch và trạng thái của 16 bit tương ứng sẽ là 0111, 1111, 1111 và 1111. Thì khi lập đủ 16 lần thì bit 0 sẽ điền đủ 16 bit và lúc này tất cả các led tắt. Mỗi lần lập thì nó sẽ xuất trạng thái 16 led ra để chúng ta thấy là các led sáng và tắt, tắt theo quy luật là từ trái sang phải. Tiếp theo đến với kiểu chớp tắt thì tất cả 16 led cùng sáng hoặc là cùng
cùng sáng và cùng tắt. Để 16 led cùng sáng thì chúng ta phải ban đầu là phải cho 16 led, xuất đầu ra của 16 led là ở mức 1 Hz và xuất trạng thái 16 led ra. Sau đó delay 200 giây để chúng ta thấy được các led sáng. Và tiếp theo là muốn led tắt thì khai báo even 0 và xuất 16 led và delay 200 giây. Thì sau khi chạy xong các cú pháp lệnh này thì nó sẽ sáng và tắt, sáng tắt sáng tắt. Vì không sử dụng vòng lặp nên nó chỉ sáng tắt một lần. Và xuống chương trình chính thì mới sử dụng vòng lặp và lao tô vòng lặp để cho nó hoạt động liên tục. Và tiếp theo là chấp led từng bọt C và D hai lần. Thì quy luật như sau, thì 8 led bọt C sáng tắt và tiếp theo là bọt D sáng tắt thì để sáng tắt hai lần thì chúng ta tương ứng sử dụng vòng lặp với hai lần lặp để led bọt C có tất cả các led 8 led sáng thì mình xuất đầu ra ở mức cao cho bọt C delay 200 giây và xuất mức thấp cho bọt C delay 200 giây để cho bọt C sáng tắt và dùng vòng lặp này nó sáng tắt hai lần, tương ứng cho bọt D cũng hai lần và mức cao cho bọt D delay 200 giây và mức thấp cho bọt D delay 200 giây, dùng vòng lặp hai lần nên bọt D sẽ xuất ra cao thấp tương ứng bên led ở bọt D sáng tắt. Tiếp theo đến kiểu là sáng từ hai đầu vào, thì để sáng từ hai đầu vào thì trên mặt công lý thì bọt C sẽ dịch trái và bọt D sẽ dịch phải, đưa các bit từ bọt C là đưa bit 1 bên phải sang điền vào 8 led, còn bọt D sẽ dịch trái dịch phải và điền vào 8 led. Thì các cú pháp đang tương ứng như sau, thì x và x là giá trị của bọt C và A là giá trị của bọt D tương ứng. Thì đối bọt C thì phải dịch trái, thì khi dịch trái cộng 1 ban đầu là ở vị trí giá trị là 0000, khi cộng 1 và dịch trái thì bit 1 sẽ điền vào bên phải và khi chạy 8 lần thì sẽ điền đủ 8 bit. Tương tự như là ở bọt D thì nó sẽ dịch phải và điền bit 1 vào bên phải, sau đó dịch và chạy đúng vòng lặp 8 lần và sẽ điền đủ 8 bit 1 ở mức cao, 8 bit ở mức cao, 8 đèn sáng. Và mỗi lần lặp thì bọt C và bọt D có các led sáng tương ứng. Và sáng từ giữa ra hai đầu cũng tương tự như vậy. Thì để sáng từ giữa ra hai đầu thì bọt D là tương ứng B là tương ứng cho bọt giá trị tương ứng cho bọt C và C là giá trị tương ứng cho bọt D. Thì để sáng từ giữa ra hai đầu thì bọt C phải dịch phải và bọt D sẽ phải dịch trái và tương ứng cộng 1. Sau khi thực hiện đủ vòng lặp 8 lần thì nó sẽ điền đủ và tương ứng với mỗi lần lặp thì sẽ xuất đầu ra cho bọt C và bọt D để chúng ta nhìn thấy led sáng tắt tương ứng. Đối với kiểu mà sáng tắt từng bọt lần lượt thì theo quy luật là C sáng, D tắt, C tắt. Thì C sáng thì chúng ta xuất đầu ra mức cao cho C và delay 200 giây. Tương ứng với rồi sau đó là D sáng và xuất mức cao cho D. D tắt là xuất mức thấp cho D, delay 200 giây và C tắt là xuất mức thấp cho C, delay 200 giây. Khi thực hiện xong các lệnh này thì nó sẽ thực hiện theo quy trình C sáng, D tắt, C tắt. Rồi đến với kiểu là cùng sáng cùng tắt hai bọt là tương ứng là các led dịch phải sáng dịch phải sáng từ phải sang trái và tắt từ trái sang phải. Các led trên từng bọt nó tương ứng nhau thì mình xuất mức thấp là tương ứng với xuất mức thấp cho bọt C bọt D tương ứng với các led
tắt. Sau đó sử dụng vòng lặp lặp 8 lần cho từng bọt. Thì hai bọt này sẽ thực hiện như nhau. Đối với sáng thì chúng ta dịch trái và cộng bước 1. Thực hiện 8 lần thì cả hai bọt sẽ từng con led sẽ chạy từ phải sáng từ phải sang trái tương ứng. Rồi đến khi điền đủ thì lúc này thì cả hai bọt đều ở mức cao. Bây giờ nó sẽ tiến hành dịch phải để tắt từng led. Thì dịch phải thì bit 0 sẽ điền vào bên trái và sau khi 8 lần sẽ điền đủ 8 bit tương ứng với 8 led ở mức thấp mà và xuất đầu ra cho từng bọt. Ở mỗi lần lặp thì các led sẽ tắt sau 8 lần lặp. Và chương trình chính thì ban đầu mình sẽ cấu hình cho hai bọt CD là ở mức 0 và xuất đầu ra. Sau đó tiến tới vòng lặp, tiến tới chương trình lặp thì mình đưa tất cả các chương trình con tất cả các chương trình con phù hợp và đúng với từng kiểu của di chuyển dịch chuyển của led thì mình đưa tất cả vào chương trình lập. Đến cuối chương trình thì nó đánh lệnh giao tu lập, thì giao tu lập này nó sẽ đưa về lệnh lập ban đầu và thực hiện lại tất cả các hiệu ứng của đàn. Thì bây giờ mình sẽ mô phỏng. Kích đất mình sẽ thành 20. Sau đó mình chọn đường link của code. Đúng ok. Sau đó mình mô phỏng. Cắt led sáng từ trái sang phải, sang tắt từ phải sang trái, sáng từ phải sang trái, sang tắt từ trái sang phải. Nháy và bọt C lặp lại 2 lần, bọt D lặp lại 2 lần. Và sáng từ giữa ra hai đầu. Và sáng từ hai đầu vào giữa. Rồi cắt led từng bọt sáng tắt tương ứng. Và lặp lại chu trình. Khi cần lặp lại chu trình thì ta chỉ cần ấn reset là nó sẽ lặp lại chu trình. Bài mô phỏng của em đến là kết thúc. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.